Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu cho nó vào xoong nha mọi người nhá. Mình áng áng là vừa thôi nhưng mà không biết là vừa không ấy. Là lớp một lớp giềng từ dưới cho đỡ cháy đã. Đấy. Có phải cho chảo. Điền. Khô cho xả. Đấy. Vừa nó thơm. Monica không biết là có học lỏm nhưng không biết có đúng bài không để biết. Điều gì cũng ngon, mày cứ yên tâm. Thì món cá luộc vẫn ngon mà. Con nào bé hơn nhỉ? Con to xuống dưới. Con bé xuống dưới, con to lên trên, cái đầu nó to. Con nào to hơn? Con tay phải đây nào. Con này tay phải to hơn. Nó cũng ná ná như nhau hơn nhau cân mà. Nào. Ừ, con này to hơn này. Nào. Ừ, con này xuống dưới. Tại vì con bé nhỏ nó mà. Ok. Chờ chờ. À, con to xuống dưới, con nhỏ nằm gọn đằng trong. Đúng rồi. Con nằm trời. Đúng rồi. Con to xuống dưới. Ây da, ây da. Con to xuống dưới nhá. Chơi cá kho cả con nhá. Không biết nó, không biết là sợ bị cháy không ạ. Lắp cái đuôi lên đây. Ây da. Mới đầy nhỉ? Vừa đấy. Ừ, ok đấy mọi người ạ. Ở giữa này cho thịt. Nào, em cho thịt vào đi. Thịt đây. Đấy. Rồi, sữa cho thịt. Đấy, em giải thêm ít hành đấy kia vào. Cho ít rượu vào đây ạ. Hành. Thêm riêng. Trời, nồi cá kho đẳng cấp luôn mọi người ạ. Trời. Ít hành thôi. Hành thơm. Ủa thế mày cho vào. Ít quá. Mày thích cho mà nhiều cho. Tao thấy cá kho làng Vũ Đại người ta có cho hành đâu. Thế cho anh lại. Nhưng mà đây là cá kho làng còn sống. Nhiều đấy. Nhiều đúng không? Ăn mình kho nhiều không cay đâu. Nào, đây. Đúng đi ạ. Wow. Nước dừa nhé. Kho toàn bằng nước dừa. Có tất bằng nước dừa nha mọi người nhá. Xô. Món này đặc cấp đấy. Tí nước cạn mình anh em mình lại cho thêm nước dừa sau nhá. Rồi, ok. Mình lấy ít mì chính ra. Ok. À, bây giờ sẽ cho thêm một lớp mì chính với muối nữa nha mọi người nhá. À, để sau cho nó ngấm nhiều. Đấy, đây là toàn bộ nồi kho của anh em mình này. Bây giờ mình sẽ bắc lên bếp trước đã. À, từ từ cho nó ngấm đều nước xuống dưới không nó cháy mọi người ạ. Ok. Ây, nặng lắm. À, anh em mình không có nồi đất to để kho cả con nên là phải dùng cái nồi gang này. Nồi gang này cũng khá là dày và ok nha mọi người nha. Ây, nặng quá. Dự kiến là anh em mình sẽ đun trong khoảng tầm 10 tiếng đến 15 tiếng. Anh à, từ từ, cho muối mì. Từ. Ây. Ây. Ây da. Ây, gãy lưng. Ngon chưa? Ây. Ok chưa? Đây. Xoay lại cho cái tay sạch. Ây. Chưa được. Đần ra. Anh mỏi quá. Rồi. Ok rồi. Đấy, phải chát chát một tí mớm. Bên này. Rồi, ok. Nha. Tay em bỏ rồi. Ok, cho thêm chút gia vị mì chính với muối nữa nha mọi người nhá. Đây là nồi cá kho siêu đặc biệt. Cho 10 cái này anh. Tùy mấy? Cho 3 cái nhé. Nói chung là cá kho mặn cũng được.
ăn cơm nó rất vào. Nhưng mà mình sẽ kho nhạt nhạt thôi, không nên kho mặn, hiểu không? Mình còn qua nhiều nước thì nó còn nhiều nước nữa. Ngấm nào, rồi lửa lên nè. Rồi lửa luôn. Ý, có nhiều nước, đừng cho ngập nước. Kệ, nhiều vào trong đây nào, tí nó chả cạn à. Điên à, mình phải bồi nước sau chứ. Bồi nhiều cho nó ngon. Thôi, thế thì đun cạn cái chỗ này khả năng là đấy. Không cho nước hàng vào. Chưa. Nước hàng gì đấy? Hàng thì kho cá anh ngu đấy. Chưa kho cá bao giờ. Nước là nước hàng. Nước như kiểu ngày xưa kho cá là các cụ hay đun cái đường lên cho nó đen đen đấy. Để cho màu cá nó đẹp. Đấy. Đáng nghĩa là phải cho từ đầu đấy. Mình quên mất đấy. Thôi tí nữa. Tôi đi mua một lọ nữa đi. Cho tương vào là nó màu này. Không, đừng cho tương. Cá có tương khác. Rồi, đây nè. Đừng cho nước nữa nhá. Ok. Em mua em cánh được. Đấy. Ây. Được khoảng tầm 5 tiếng rồi nhá mọi người nhá. Mà nó mới chỉ có cạn chừng này nước thôi. Nhũn lắm rồi. Này, nhũn. Tí chiều hẳn khi có chợ thì mình mới ra mua cua để ép lấy nước nhá. Còn bây giờ mình sẽ cho thêm giềng. Nói chung là mình thích ăn cay và thích cái mùi giềng, cho nên là cho thêm vào cho nó ngon. Trời ơi, này mà vả cơm thì thôi rồi, tốn cơm tốn gạo, siêu tốn cơm luôn đấy. Được rồi. Wow. Bây giờ ra chợ xem có cua chưa để mua ít cua để giã nước cua cho vào đây mọi người. Vậy là nồi cá kho làng Vũ Đại, cá kho làng Gò Sống của anh em mình đã được khoảng tầm từ 11 giờ trưa đúng không? 11 giờ trưa thì bây giờ khoảng tầm 7 tiếng rồi, 6 giờ tối 7 tiếng. Sẽ cho mọi người xem nó như thế nào nhá. Ây. Wow. Ui giời. Đẹp nhờ anh à? Ấy. Đẹp kinh khủng. Nào, xem nào. Ui, nó nhũn á. Ui. 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 Nhũn lắm rồi. Phê. Ui, đây. Anh chọc vào trứng chín mỡ em nào. Miếng thịt này. Uầy. Anh ơi, phải để em, để em. Ui, nhũn quá. nhũn quá. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu ăn tối luôn nhá mọi người nhá, ăn tối luôn, căn bản là định kho đến sáng mai thì mới ăn đấy, nhưng mà đói quá, thèm. Nên là anh em mình mũi giò mồm nào, chén trước đã. Uầy, khả năng là hơi khói đấy, có khói không? Không, bình thường đấy. Ok. Đây, bây giờ sẽ cho mọi người xem mà, nói chung là ăn như kiểu ăn lẩu luôn nhá. Đây là mình sẽ khoét một lỗ ở đằng này ra để lấy chỗ nhúng rau. Ui giềng nó kìa. Ui trời ơi. Ui cái miếng thịt này. Miếng thịt mau để review cái miếng thịt mỡ cho mọi người. Ui da. Đấy nhiều miếng lắm ở dưới. Ui, đây. Cái miếng dài dài mới ngon. Dài dài á? Dài dài đâu. Tao sợ móc lên nó cháy mất. À nó nát mất. Ui đây. Ui ấy. Ấy. Trời nhung nhín chưa? Ui. Trời, đóng thịt kho tàu à? Ngon, đẳng cấp luôn, đảm bảo sẽ đẳng cấp luôn mọi người. Thịt kho tàu đây. Mời tất cả mọi người nhá. Ai mà chưa ăn cơm mà xem cái clip này thì và cho em mình xin lỗi nhá. Tại vì nó quá hấp dẫn. Thơm lắm. Ngon lắm rồi. Ngon lắm anh ơi. Bây giờ mình sẽ mau đệ review thịt rồi mình sẽ review cái miếng cá nhá. Mình sẽ review cái miếng gì mọi người biết không? Miếng riêng ở bên dưới. Không bị ngấy một tí nào luôn mọi người ạ. Xem riêng nó cháy không? Chỉ mềm mới ngon luôn. Riêng nó cháy không? Riêng ở dưới. Nó miếng riêng. Ui trời ơi miếng thịt này. Nói chung mình định review miếng cá này nhưng mà thấy miếng thịt nó ngon quá. Ui trời. Mời mọi người nhá. Bye.
nhỉ? Bảo. Cái thịt nó vừa tới này, nó ngon, nó mềm nhũn này. Ăn mà mềm xúc động quá, nước mắt nó cứ chảy. Khói. Các bạn là muốn ăn như thế này để ăn lẩu, coi như là lẩu luôn đấy. Mình sẽ làm một ít rau cải canh, cải này gọi là cải gì nhỉ? Rau cải. Rau cải. Ấy, nhúng vào đây. Em không nhúng, em chấm rau. Cái nước dừa nó ra nhá, nó kiểu nó hơi có một tí ngọt, ăn rất là ngon. Cái này hợp với miền Nam này, miền Nam hay ăn ngọt ngọt ngon, nhưng mà anh em mình ăn dơ dở thấy quen rồi đấy.